ai còn xịp ê mẹ tôi speedrun này. Ui mà vừa vào tự nhiên thấy con Iron ai khoan tự nhiên thấy cái con Iron Golem mất sợ ấy. Đi. Đi. Tôi có khoảng sơ sơ âm mấy triệu mấy trăm ngàn đấy không? Tôi có âm mấy trăm ngàn đấy. Tôi phát ai âm mấy trăm ngàn. Ông gạo gì ơi, tôi có âm mấy triệu nè. Mà à, ông tuổi. Mà Khánh cởi chuồng. Xin chào ông bây giờ. Mà Khánh cởi chuồng. Khánh ơi, không được cởi chuồng nhé. Tôi đang thử speedrun cái kiểu bù lửa mau này, tôi không biết tôi có biết speedrun đâu ấy, những màn hình nó dài ngoằng như này. Người xem sẽ bị ức chế khi xem video của tôi. Mấy ông mưu của tôi rồi à? Biết à, biết ngay mà. Alo, nói gì mày không? Người xem nó bị ức chế bởi bởi cái video này. Góc siêu rộng. Alo mày ông ơi. Nói gì đi? Đùa. Tao nghĩ gì? Nói gì đi bác đấy rồi. Tôi bị bù. Dê yeah, dê. Yeah. Đi. Dê. Yeah. Đi cơ. Thứ hai thứ ba được nghỉ. Oh yes. Chúng ta sẽ cùng học và chúng ta sẽ quay video. Mẹ ông không được thoát được đâu. Xin đi chip vaccine. Thế thì ông biết ông làm gì không? Thì ông một là ông tạo cái kênh YouTube ông làm tiếp cùng với bọn tôi, hai là đầu ông sẽ không còn trong MTM nữa mà đầu ông sẽ ở dưới mộ. Mẹ à. Kìa, nào ấy. Nào ấy. Thằng Khánh đẹp trai đúng không? Đặc linh đúng không? Anh cô lên ơi. Má chơi này khó ấy. Tôi ơi. Chơi này khó ấy. Đừng có chặn tay nghe tôi nữa. Đừng có chặn tay nghe tôi nữa. Mấy ông cười cái gì. Tôi đánh dập hết cái độ bền của con. Đừng. Trời ơi, tôi đang quay video. Chơi này khó quá. Trời ơi. Má ơi tức thế nhờ. Má quen tay mẹ lỡ bấm ba rồi. Trời ơi con mẹ à mẹ. Trời ơi con mẹ à. Alo mấy ông ơi. Làm ơn, tôi xin. Con mẹ à, nó lại bị mồm mình lại rồi các bạn ạ. Mình có đánh chúng nó không? Thế thì bây giờ mình sẽ nói một chỗ này, chắc chúng nó không nghe thấy mình các bạn ạ. Tại vì chúng nó mưu mình, chúng nó bịp tai nghe mình rồi mà. Khách là một thằng khốn lạn. Bảo là một thằng ỉa chảy. Phước là một thằng vừa béo vừa to xác mà chả làm được gì cả. Chỉ mất dạy và vô học thôi.
các bạn ấy là lũ khốn nạn. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah 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 yeah. Chúng nó là một thằng khốn nạn và rất mất dạy. Yeah yeah. Một lũ mất dạy. Yeah yeah. Một lũ mất dạy. Yeah yeah. Một lũ mất dạy. Yeah yeah. Chơi này khó thế. Góc nhìn siêu rộng. Go. Ấy dài ơi, đẳng cấp này dài. Chúng nó lại chuyển mình qua cả cái mẹ tí nữa chết. Trời ơi, may thế nha. May thế nhỉ, chắc do cháu Duy đẹp dài quá đấy. Thiếu giường. Chúng ta không chơi đủ giường luôn, chúng ta chơi VIP Pro luôn. Họ chơi 6 giường, tôi chơi 3 giường luôn, đẳng cấp luôn. Còn lại chơi auto click luôn, đừng đùa. Ui ôi. Ấy, đẳng cấp không? Ấy, dài đẳng cấp, ấy dài đẳng cấp. Ai rồi đẳng cấp, ai rồi. Ui ôi. Ui, ui ôi. Ui ôi, đẳng cấp liền ấy dài ấy dài ấy. Ah!